Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và trong video hôm nay thì đây là một bộ sản phẩm mà hiện tại là anh em bên cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ đang kê ra thành ngay ngắn thành bộ, cũng như là có một chiếc sập thờ. Thực ra sập thờ này thì em cơ sở em làm là làm tháo lắp toàn bộ các bác nhé, chứ không phải là bê nguyên chiếc sập để mà kê ra như này. Đấy, ở đây thì đang có một bộ bàn ghế này, bộ bàn ghế mẫu nghê phượng. Đây là mẫu nghê phượng mà đang được các bác lựa chọn rất là nhiều. Cái giá nghê phượng này thì nhìn nó sẽ rất là khỏe và có một cái công dụng đó là trấn trạch trừ tà. Và kèm theo bộ sản phẩm này, combo này là một chiếc sập. Đây là sập tứ linh các bác nhé, chiếc sập tứ linh. Đấy, sập tứ linh và kích thước chân là chân 24. Chiếc sập này thì đã được dựng lên như này nhưng mà chưa chốt mộng. Đây mới chỉ là đỡ lên thôi, tức là để đỡ lên để em lấy cái hình ảnh để em quay cho bác khách hàng và sau đó là em sẽ bàn giao. Bởi vì là đây là một combo mà các bác khách đã đặt rồi. Đấy, bộ sản phẩm này thì có điều gì đặc biệt và cũng như là kích thước như nào thì các bác cùng theo chân em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu hai sản phẩm. Đầu tiên là bộ bàn ghế thì với chi tiết đoạn dài em đang làm với kích thước chiều dài là 2m4. Đây là một mẫu nghê phượng. Ngoài cái mẫu nghê phượng này thì đối với cái dòng Minh Quốc nhá, cái dòng Minh Quốc thì em có một cái điểm mà để các bác nhận biết, đó là cái dòng Minh Quốc thì nó sẽ có phần cột như này. Đây là cái dáng cột của cột Minh Quốc này. Khi mà các bác lựa chọn cột Minh Quốc ấy, thì nhà mình lựa chọn cho em cái phần cột nó không có tâm. Để làm sao ạ? Để tránh được cái rủi ro đó là nứt. Bởi vì nếu mà có tâm ấy, nếu mà có cái phần tâm ấy, nó sẽ nứt toé 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 ấy, nó nứt như kiểu là pháo hoa nổ ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bộ sản phẩm. Đấy, còn nếu mà làm cột mà không dính tâm như này thì khi mà sử dụng rất là yên tâm. Cột này thì em làm là cột 12 và đây là bản kích thước bản 14, tức là chân là chân 14, chân 14 cột 12. Trương thì em làm là trương liền và đây là mẫu dáng nghê phượng. Ngoài cái mẫu dáng nghê phượng này thì em có làm thêm những mẫu như là nghê bảo đỉnh hay là nghê tam sư. Cái dáng nghê tam sư thì các bác, cái dáng nghê bảo đỉnh với nghê phượng là hai dáng mà các bác được các bác lựa chọn nhiều nhất. Còn nghê tam sư thì được các bác lựa chọn ít hơn. Cái dáng nghê tam sư nó cũng rất là đẹp. Nghê tam sư nó sẽ có ba cái đầu nghê. Còn đây là dáng nghê phượng. Nghê phượng thì sẽ ở trên phần trương sẽ có hai cái cánh phượng ở hai bên, hai con phượng ở hai bên như thế này. Đấy, vách tựa lưng thì là đục tứ linh. Liên quan nói chung là để mà làm về cái mẫu nghê ấy, thì nó vẫn xoay quanh cái dòng tứ linh là bốn linh vật linh thiêng của trời đất. Đấy, bốn cái yếu tố tạo lên đất trời. Và đặc biệt là phần tay nghê thì em làm là tay liền các bác nhá, tay liền. Bộ sản phẩm này thì làm khuôn tranh dày 4 phân và ván là 2 phân. Đấy, những cái tầng cổ chỉ này có đục sen dẹo chạy xung quanh luôn. Hay là những cái phần yếm này thì em có đục làm là đục thủng. Yếm đục thủng rất là cầu kỳ. Và khi mà làm đục thủng như này thì phải nói chung là, tức là phải thật sự là biết làm và thợ. Phải thật sự biết làm thì mới làm được những cái yếm đục thủng như này. Đấy, ngoài đoạn dài thì em có kèm theo hai chiếc ghế đơn cũng rất là quan trọng của một bộ sản phẩm. Thì hai chiếc ghế đơn này kích thước em làm giống nhau. Đấy, dáng dấp thì giống nhau và đục chạm cũng giống nhau luôn. Mỗi tội khác về đường vân thôi. Bởi vì đây là chất liệu gỗ hương đá, là chất liệu gỗ tự nhiên, cho nên hoàn toàn vân là vân tự nhiên hết. Đấy, cái gì nó là của thiên nhiên thì nó rất là đặc biệt. Em sẽ quay thêm cái chi tiết phần mặt đằng sau của bộ sản phẩm. Bộ này thì đục cả trước cả sau các bác nhé. Đây là chi tiết đằng sau này. Đấy, đằng sau thì yếm cũng được đục luôn. Đấy, tất cả những cái phần chân đằng sau đều được đục hết, đều được đục hết cả bốn chân. Khi mà nhà mình sử dụng những cái hàng sản phẩm chất lượng ấy, thì bao giờ nó cũng kèm theo đi đôi với cả độ thẩm mỹ. Còn nếu mà nhà mình sử dụng hàng chợ ấy, thì đôi khi là cái độ thẩm mỹ của sản phẩm nó cũng sẽ không được đẹp. Kèm theo combo này thì em làm thêm đó là một chiếc sập thờ. Chiếc sập thờ thì đối với những cái không gian rộng ấy, thì nhà mình sử dụng sập thờ với kích thước sập thờ em làm chiều dài là 2m17, rộng là 1m07 và chiều cao là 1m27. Đấy, sập thờ thì sẽ có chi tiết kèm theo đó là đôi chân chó và bốn cái bao đơn. Đấy, bốn cái bao đơn như này. Đấy, mỗi một góc sẽ có một cái bao đơn này và kèm theo cái phía cái chân ở dưới đế chân chó. Đối với cái sản phẩm sập thờ tứ linh thì nó là một cái sản phẩm mà được các bác lựa chọn rất là nhiều. Ngoài cái mẫu tứ linh thì em có cả mẫu mai điểu, nhưng mà đa phần là các bác lựa chọn mẫu tứ linh như này. Đấy, sập thờ tứ linh. Xung quanh, ở chính giữa sẽ là mặt hổ phù và xung quanh sẽ là hình ảnh tứ linh. Cái mặt hổ phù này để trấn trạch trừ tà, đấy, xua đuổi. Bởi vì là xua đuổi những cái tà ma ngoại đạo. Bởi vì là cái dáng hổ phù này nó đang ở một cái dáng thế rất là dữ tợn. Tất cả những cái nanh các bác nhìn thấy này, tất cả những cái nanh này rồi những cái móng vuốt nó đang nhô lên, tức là khi mà cái con hổ ấy nó dữ dằn lên ấy, thì cái hình ảnh con hổ nó dữ dằn lên ấy, thì tất cả những cái răng nanh, tất cả những cái móng của nó đều khoe ra để có thể là đối phương cảm thấy sợ hãi. Đấy, thì đối với cái sản phẩm sập thờ này thì em làm đã hoàn thiện xong rồi đấy ạ. Như thế này là đã hoàn thiện xong rồi, bằng nước sơn 7 nước sơn O7 hiện đại nhất hiện nay. Đấy, cả một cái combo bàn ghế và sập thờ.
Bác nào mà có quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em đã có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình rồi. Đây là cả combo nhà em thì có bàn ghế, sập thờ, tất cả những cái combo phòng khách như là kệ tivi, đồng hồ, tranh treo tường đều có đầy đủ cả. Nhà mình chỉ cần nhấc máy điện thoại lên và liên hệ trực tiếp thì em sẽ có thể là tư vấn, tức là nhà mình muốn lựa chọn bộ mẫu mã sản phẩm như thế nào thì em đều có thể tư vấn được. Và ngoài ra thì những cái sản phẩm bàn ghế thì em có tặng kèm theo cả kính bàn và kính đôn, miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên. Và sắp tới thì sẽ có chương trình trả góp. Chương trình trả góp sắp tới sẽ rất là dễ. Các bác chỉ cần mang chứng minh thư đến và em có mã code là em sẽ làm được cho các bác, chứ không cầu kỳ hồ sơ xét duyệt như ngày xưa nữa. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.